Chào anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách thay cái lõi lọc cho máy lọc nước. Đây là máy lọc, cái máy lọc nước của mình. Còn thì những cái máy RO nó sẽ có 9 lõi. Và những cái lõi mà mình thường hay phải thay nhiều nhất á là cái lõi số 1, lõi số 2 và lõi số 3. Và nhưng mà cái lõi mà phải được thay nhiều lần nhất trong ba lõi này đó là lõi số 1. Bởi vì lõi số 1 là cái lõi mà nó tiếp xúc trực tiếp với lại cái nước thô nhiều nhất. Thông thường thì quy định của nhà sản xuất á là sẽ phải thay lõi lọc định kỳ 2 đến 3 tháng. Nhưng mà theo mình nghĩ á là mình phải căn cứ vô cái nguồn nước mình đang sử dụng là cái nguồn nước như thế nào. Giả sử nguồn nước của mình là cái nguồn nước mà nước giếng, thành ra cái mức độ mà nó bị nhiễm phèn hoặc là cái tạp chất nó rất là nhiều. Vì vậy mình sẽ căn cứ vào cái độ đổi màu của cái lõi lọc. Như ở đây là nó, em có thể thấy nè, nó chuyển sang cái màu như thế này là mình bắt buộc mình phải đổi liền, chứ mình không theo cái khuyến cáo của nhà sản xuất là 2 đến 3 tháng. Như thế là mình phải bắt buộc mình đổi. Thì trước khi mà anh em tháo cái này ra, tháo cái lõi này ra để thay cái lõi phía trong á, thì anh em cần phải rút cái điện nguồn của cái máy bơm. Đây mình sẽ phải rút cái điện nguồn của máy bơm ra. Rồi sau đó anh em khóa cái nguồn nước vào lại. Rồi anh em sử dụng cái cờ lê này. Đây là cái cờ lê để mở cái lõi lọc ra. Thì anh em chỉ cần cho nó vào đây như thế này, tay còn lại thì anh em cố định, anh em vặn. Thì khi mà vặn nước nó sẽ ra, nước nó sẽ xì ra, thì anh em có thể anh em lót phía dưới cho mình cái dẻ để cho nó nước nó không có xì. Rồi sau đó mình để cái thao nước sẵn cái bên này, mình vặn ra, mình cứ vặn ra. Đây là cái lõi của nó. Đó, như anh em thấy cái lõi rất là dơ. Mà thật sự là nếu mà anh em để 2 tới 3 tháng là nó còn kinh khủng hơn nữa. Chứ nó không có được như vậy đâu. Thì đối với mình cái nguồn nước, do cái nguồn nước của mình nó khá phức tạp á, mình phải căn cứ vô cái độ đổi màu. Thường là nó đã chớp cái màu nhạt nhạt là mình đã đổi rồi, chứ không có khi không có đợi 2-3 tháng. Mình bỏ cái lõi này đi ha. Ở phía trong còn nước dư nè, anh em dùng tay nè. Rồi anh em xả cái nước cũ đi. Chùi cho ráo. Anh em lưu ý khi mà anh em tháo ra thì nó sẽ có cái ron. Cái ron đây nè, cái ron. Nếu mà anh em không để ý á, anh em khi mà anh em đổ nước ra nó sẽ, những cái anh em nào mà không có lần đầu tiên thay á thì nó sẽ bị mất cái ron này, nó rớt ra ngoài. Mà nó rớt ra ngoài khi mà anh em vặn cho vô á, nó sẽ bị xì. Không có cái ron này nó sẽ bị xì. Anh em lưu ý khi mà anh em thay á thì anh em cố gắng nhìn kỹ hai cái này, không cho nó rớt ra ngoài nha. Rồi ok, xong rồi mình sẽ lấy cái lõi lọc. Đây là cái lõi lọc. Thì anh em mua của hãng nào á, anh em cố gắng mua của hãng nào thì mình mua cái lõi lọc của hãng đó. Ở đây mà là mình sử dụng của hãng Tân Á Đại Thành, cho nên mình sẽ mua cái lõi của Tân Á Đại Thành mình dùng luôn. Thường thì những cái lõi lọc nó sẽ có cái màng bọc như thế này. Em tháo ra. Rồi sau đó anh em cho nó vào đây, cho nó đúng vào cái khớp phía trong đó, nó có một cái gờ nổi lên. Thì anh em chỉ cần anh em bỏ vô thì nó sẽ vừa khích và nó lọc vô như thế này là ok. Rồi sau đó anh em mới tiến hành anh em vặn. Anh em để như thế này ha, anh em vặn vô. Anh em cứ vặn vô như vậy. Anh em vặn cho nó dơ, nó cố định vô một xíu. Sau đó anh em mới dùng cái co này, cái cờ lê này anh em siết. Anh em lưu ý là siết làm sao cho nó vừa đủ thôi, chứ anh em siết chặt quá là lần sau anh em gỡ ra, mở ra sẽ rất là khó. Bây giờ là xong rồi nè. Còn riêng cái lỗ số 2, lỗ số 3 thì anh em bắt buộc anh em phải canh, vì ở đây là nó không có trong suốt như cái lỗ số 1. Khoảng định kỳ cái lỗ này khoảng chừng 5-6 tháng là anh em sẽ phải thay. Nhưng mà anh em lưu ý cái lỗ mà anh em sẽ phải thay nhiều nhất và để nhiều nhất là lỗ số 1. Khi mà xong hết rồi á,
anh em chùi, anh em vệ sinh lại, nếu mà nước nó có văng ra ngoài á, anh em vệ sinh lại, sau đó anh em mở nước ra, mở nước nguồn ra thì cho nó nước nó sẽ vào đây, khi mà nước nó sẽ vào đây là ok, xem nước nó sẽ vào là ok. Rồi ok. Anh em khi mà anh em xong hết rồi anh em giao cho mình cho sạch ha. Rồi anh em mở nguồn nước ra. Và anh em cứ để cho nước nó sẽ nguồn nước thô nó sẽ đi vô. Và có thể là nó sẽ nằm ở cái mực như nước như thế này, nhưng mà khi anh em gắn cái máy gắn cái nguồn của cái máy bơm vào á thì tự động nó, khi mà anh em sử dụng nước ở trên đây á, nước nó hết á, tự động nó sẽ chảy và nó sẽ đầy cái cột này. Xong mà anh em đậy cái nắp, cái cửa của cái máy lọc nước là ok. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Hẹn gặp trong những video, hẹn gặp anh em trong những video clip tiếp theo. Xin chào.